mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 4, từ câu 35 tới câu 41. Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi." Bỏ đám đông ở lại, các môn đệ chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cùng theo người, và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngăn đe gió và truyền cho biển: "Im đi, câm đi." Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?" Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Quý vị và các bạn thân mến, các môn đệ Chúa Giêsu đa số là những người sống nghề trải lưới, quanh năm lênh đênh trên biển cả. Nhưng không phải vì thế mà họ không sợ sóng gió, vì họ ý thức được chuyện sinh nghề tử nghiệp. Hơn thế nữa, con thuyền của Chúa Giêsu và các môn đệ trong đoạn tin mừng hôm nay còn gặp trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước, khiến các môn đệ hoang mang như chết đến nơi rồi. Giữa lúc đó, Chúa Giêsu thì đang ở đằng lái, tựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Điều này khiến các môn đệ phải đánh thức Chúa với một giọng điệu có vẻ trách móc: "Chúng ta chết đến nơi rồi mà thầy chẳng lo gì sao?" Đức tin của các môn đệ quả còn non yếu, nên gặp chút trắc trở là quên mất người mà các ông bước theo là ai. Chúa Giêsu đã thức dậy, ngăn đe gió và truyền cho biển lặng đi để giúp củng cố đức tin trong các môn đệ người. Trong cuộc sống, chúng ta cũng có nhiều lần phải đối diện với sóng gió trắc trở của cuộc đời, và nhiều khi mình quên mất quyền năng của Chúa, quên rằng Chúa vẫn đang bên cạnh mình, quên rằng Chúa đang ở đằng lái. Chính Chúa mới là đấng hướng dẫn con thuyền đời chúng ta về nẻo bình an khi chúng ta biết đặt tin tưởng nơi người. Lạy Chúa, dẫu có gian nan hay lúc bình an, xin cho con luôn biết vững tin vào Chúa với một niềm tin phó thác, vì Chúa là đấng hướng dẫn đời con. Amen.